Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình căn bản, và trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau tìm tập các từ và tần suất xuất hiện của mỗi từ, hoặc xuất hiện trong file thứ nhất hoặc xuất hiện trong file thứ hai. Ok, thì ví dụ là như thế này, chúng ta có một cái file đầu vào là như thế này. Chúng ta sẽ tìm các từ xuất hiện hoặc trong file nhất hoặc trong file thứ hai, và cuối cùng chúng ta xuất ra cái kết quả là số lượng từ thỏa mãn và trên mỗi một dòng ấy thì là một từ cùng với tần suất xuất hiện của cái từ đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành thao tác làm như thế nào thì tùy, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải ra cái kết quả như thế này thì nó sẽ là đạt yêu cầu. Thì để làm được cái bài này thì nó rất đơn giản thôi. Đề bài thì các bạn đã có rồi, thì chắc chắn là các bạn đã tìm đến clip này, các bạn phải biết đề bài như thế nào, nên mình lười sẽ không đọc lại đề bài nữa và các bạn sẽ tự nghiên cứu. Ở đây thì nó nói thế này, cái một từ thì có tần suất, tức là bằng số lần xuất hiện của từ đó trong file thứ nhất cộng với số lần xuất hiện trong file thứ hai chia cho tổng số lần xuất hiện của tất cả các từ trong hai file. Làm tròn một dấu một chữ số đằng sau dấu phẩy. Và để thực hiện cái bài này thì mình đã làm sẵn một cái dàn bài ra đây rồi, và chúng ta sẽ làm qua hai bước. Bước thứ nhất là nhập thông tin từ file. Trong quá trình nhập thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu nó tồn tại trong cái tập từ thì chúng ta việc tăng biến đếm số lần xuất hiện đây. Còn nếu như nó chưa tồn tại thì chúng ta sẽ kết nạp thêm cái từ chúng ta đang xét vào trong cái tập các từ chúng ta. Và ở đây để thực hiện cho thuận lợi thì cái cấu trúc của mình sẽ chỉ gồm hai thành phần thôi, đó là số lần xuất hiện của một từ cùng với cái giá trị của cái từ đó. Ở đây thì có hai biến, đó là total và num, thì nó tương ứng tức là số lần, tổng số lần xuất hiện của mọi từ ok trong cái hai cái file, và cái num này chính là cái số lần hay là số lượng các từ thỏa mãn cái đề bài của chúng ta. Và chương trình của mình thì sẽ sử dụng hai file .in là data 1 and 2 ở để mình để ở ngoài desktop, và cái này thì trong hàm main nó sẽ gọi đến hàm nhập và hàm xuất ok. Và hai cái file đầu ra file đầu vào thì mình đã để ra đây rồi. File đầu ra thì lát nữa chúng ta sẽ tiến hành thao tác và nó sẽ cho ra cái kết quả giống hệt như với cái chúng ta mong muốn ở chỗ này ok đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào tiến hành code. Ở chỗ này thì chúng ta gọi đến cái hàm nhập. Nhập ở đây thì chúng ta có hai file F1 và WF. Ok. Thứ hai là F2 WF nhập. Đây là F2 WF. Sau đó chúng ta tiến hành xuất ra rồi. Xuất thì xuất ra WF. Do là mình sử dụng cái biến toàn cục nên là mình sẽ không cần chuyển đối số vào. Ở đây thì hàm xuất dễ nhất thì mình sẽ viết trước F print, đây đó là F out ok, đây là phần trăm D, giá trị này chính là giá trị 5. Sau đó thì sử dụng vòng for cho thằng y bắt đầu từ 0, y nhỏ hơn giá trị của 5 và y này plus. Chúng ta sẽ tiến hành F out ra ok, và đây là F print ra cái giá trị file, đó là .s cho một cái dấu tab. Đây là phần trăm, giả sử làm tròn một chữ số đằng sau dấu phẩy ok, sau đó là sực n, thì đây chính là vkf tại vị trí y.word, và ở đây là chuyển đổi kiểu hay là ép kiểu sang float của vkf y, chỗ này .count và chia cho cái biến total. Ok, kiểm tra xem có lỗi không. Bây giờ thì chúng ta đã tiến hành viết xong cái hàm xuất và bây giờ đến hàm nhập thôi. Hàm nhập thì chúng ta làm thế này, tức là nó không cho số lượng các từ nhưng chúng ta phải đọc từ đầu đến cuối file khác F, LF ok, đây là F, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến KS giả sử là 20 tự. Chúng ta sẽ F scan, scan bình thường cam S, đây là cam S giá trị của S ok. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một biến ok để kiểm tra đánh dấu này. Chúng ta sử dụng for cho thằng y bắt đầu từ 0, y nhỏ hơn giá trị của 5 và y này tăng lên này. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu như giá trị
compare, viết tắt là strcmp của wi chấm what và s. Nếu như nó bằng 0 thì chứng tỏ là cái từ đó đã xuất hiện, thì chúng ta làm hai việc. Ok, cái án bằng 0 và cái giá trị thứ hai nó là wi cái này chấm count plus plus. Chỗ này thì sau khi chúng ta nhập cái từ f này thì biến total sẽ plus lên. Ok, tức là mỗi một lần nhập một từ vào thì tức là số lần xuất hiện, tổng số lần xuất hiện thì sẽ tăng lên 1. Và dưới này chúng ta kiểm tra lại biến ok của chúng ta, nếu ok vẫn giữ nguyên giá trị, tức là cái thằng f vừa nhập vào này nó chưa tồn tại trong tập từ, thì chúng ta sẽ tiến hành kết nạp nó vào, đó là vf tại vị trí đây là 5 chấm what sẽ được gán bằng s bằng lệnh copy. Ok, đây là strcpy. Việc thứ hai chúng ta cần làm ở đây là vk tại vị trí 5 chấm out được gán bằng 1, bởi vì cái từ này khi mà nó được kết nạp vào lần đầu tiên thì số lần xuất hiện của nó coi như là bằng 1. Sau đó thì giá trị đây là cái giá trị 5 sẽ rất lớn, bởi vì ban đầu cái giá trị 5 ta bằng 0. Thì chỗ này kết nạp được một từ vào thì tổng số từ thỏa mãn ấy, thì cuối cùng nó ra như thế này này. Chính là cái đây là số từ thỏa mãn này. Ok, để coi nào có cái lỗi gì hay không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chạy xem là chương trình nó bị lỗi gì không, và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra cái kết quả. Đây là kết quả của chúng ta. Ok, ở đây thì đã đúng rồi, nhưng mà chỗ này thì hơi xấu cho nên mình sẽ sửa lại một chút. Chỗ này phần trăm D thì chúng ta thêm cái dấu sực N nữa đi. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xem là cái kết quả của chúng ta nó đã giống với những cái gì chúng ta mong muốn này chưa. Đây là những cái gì chúng ta vừa mới tạo ra, và nó có giống với cái đáp án của chúng ta hay không. Và đây, đây chính là đáp án của chúng ta, và chúng ta hoàn toàn có thể so sánh được. Ok, 3 số 0,2 và 4 số bên dưới là 0,1, hoàn toàn chính xác rồi. Vậy là chương trình của mình đã kết thúc rồi, tức là nó rất là đơn giản, chia làm hai bước thôi. Bước đầu tiên thì nhập dữ liệu từ file. Trong quá trình nhập thì chúng ta kiểm tra nếu như nó đã tồn tại thì tăng biến đếm số lần xuất hiện lên. Đây, tăng biến đếm số lần xuất hiện lên. Nếu như nó chưa tồn tại, tức là thằng này tồn tại, thì đánh dấu cái biến đánh dấu này này, để cái này không thực hiện nữa. Nếu như thằng này thực hiện thì thằng này sẽ không thực hiện. Nếu như thằng này mà không được thực hiện thì tức là cái giá trị hay là cái từ chúng ta vừa nhập vậy, từ nó chưa có trong cái tập từ cần xét, thì chúng ta sẽ tiến hành kết nạp nó vào thông qua lệnh copy. Và các bạn lưu ý ở đây là nó là ký tự, cho nên chúng ta phải sử dụng cái hàm copy chứ không gán trực tiếp được. Ok, gán trực tiếp thì từng ký tự được, nhưng mà đây là chuỗi ký tự, cho nên là chúng ta phải dùng hàm copy. Để so sánh thì chúng ta cũng dùng strcmp chứ không phải sử dụng cái so sánh giống như thế này nhá. Ok, tức là đây là nếu như so sánh hai cái từ mà nó trùng nhau thì cái giá trị so sánh nó sẽ là 0, còn nếu như nó khác nhau ấy thì là cái giá trị so sánh nó sẽ khác 0. Và cái chương trình của mình thì chỉ đơn giản như thế thôi. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái kỳ thi sắp tới, cũng như trong quá trình học tập tốt hơn cái môn lập trình C này. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.